Tiên xin chào, Tiên xin chào bà con. Tiên xin chúc cho bà con luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn gặp thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hôm nay Tiên sẽ làm cái món là chè khoai lang dẻo cũng như có bí đỏ trong đó nữa. Thì Tiên sẽ làm theo cái công thức này. Thì nếu mà bà con mình thích cái công thức mà như Tiên nấu á, thì bà con làm ăn thử xem như thế nào. Thì hiện tại á, là trên tay Tiên có một cái rổ khoai nè. Tiên có khoai lang, đây là khoai lang màu vàng. Và đây là khoai lang trắng. Đây là cái củ khoai lang trắng nè. Đây là củ khoai lang trắng. Và đây là một cái củ khoai lang vàng. Mà hôm rồi Tiên xài một nửa, lại còn một nửa. Tí nữa Tiên sẽ gọt ra. Và Tiên có một cái trái này. Và trên tay Tiên cầm một cái trái này. Đố bà con mình biết trái này là trái gì. Cái trái này á, thì nhìn nếu mà thoạt nhìn bà con mình nhìn giống như là trái gấc. Trái gấc ở Việt Nam mình. Nhưng mà trái gấc thì ở xung quanh nó có gai. Mà cái trái này thì không có gai, nó rất là trơn tru. Đây là cái trái bí bí đỏ của Hà Lan. Ở Hà Lan thì họ trồng cái bí này rất là nhiều luôn. Mà cái bí này ăn thì giống như là cái bí đỏ Việt Nam mình vậy đó. Nó cũng dẻo dẻo, nó cũng thơm thơm. Thành ra là Tiền mua một cái trái bí này về. Tiền lấy một chút thôi để mà Tiền làm một cái màu cam cho chè. Những cái chè khoai này Tiền lấy màu từ những rau củ. Thành ra là Tiền sẽ mời bà con cùng làm với Tiền cái món chè khoai lang dẻo nhé. Khi mình làm chè khoai lang dẻo thì mình có bột nếp. Ở đây là Tiền có bột nếp nè. Tiền có 3 củ khoai môn. 3 củ khoai môn này là Tiền sẽ làm màu trắng. Và Tiền có một lon nước cốt dừa. Ở đây Tiền có một lon nước cốt dừa. Cũng như Tiền có bột bán ở đây. Bột bán thì Tiền xài chút xíu thôi, chứ Tiền không có xài nhiều. Và Tiền có dầu ăn. Dầu ăn để tí nữa Tiền sẽ nhồi bột. Và ở đây thì Tiền có bí đỏ nè, khoai lang vàng nè, cũng như khoai lang trắng. Tiền sẽ gọt ra và Tiền sẽ hấp lên. Khi chín Tiền sẽ nghiền để mà vô trong bột. Thì bây giờ Tiền sẽ bắt tay vào Tiền làm. Ở đây Tiền có một túi đường. Nhưng mà công thức như thế nào tí xíu nữa Tiền sẽ chia sẻ thêm. Củ khoai này là 130g. Thì Tiền sẽ làm một củ khoai này. Tiền làm 200g bột nếp. Thì Tiền sẽ làm khoảng 130g khoai. Cái củ khoai lang này rất là to luôn. Bà con mình thấy cái màu khoai nè, vàng giống như là nghệ vậy đó. Nhưng mà cái khoai này ăn không có dẻo. Cái khoai này ăn nó bở bở nó sao á. Nó không có dẻo giống như là ở Việt Nam mình. Thì cũng lấy khoảng một cái này là 130g. Thì lấy 130g khoai luôn. Và trái bí này, theo Tiền đoán thì trái bí này cái màu nó cũng hơi giống cái khoai này nè. Cái trái bí này màu cũng rất là đẹp. Và rất là dẻo, cái bí này ăn dẻo lắm. Cái này thì hột rất là nhiều, Tiền thấy rất là nhiều hột. Hạt nhiều dễ sợ luôn. Tiền sẽ bỏ cái ruột đi. Và thêm một cái màu đặc trưng nữa không thiếu, đó là màu tím. Đây là khoai lang tím. Khoai lang tím này hôm trước Tiền mua xong rồi Tiền luộc sẵn, Tiền để vào trong tủ đông á. Bây giờ Tiền lấy ra Tiền xài. Thì cái khoai lang này thì Tiền đã hấp chín rồi. Mình sẽ gọt sạch cái ruột của cái bí đỏ này. Cái khoai lang này thì màu cam, còn bí thì màu vàng. Giờ Tiền đã rửa sạch rồi, Tiền đã sắc ra. Mình cứ sắc miếng mỏng mỏng này nè, mình hấp thì nó mau chín hơn. Và khi mình nghiền thì nó cũng dễ mau nát hơn nữa. Ở nhà Tiền cũng có cái nồi hấp nữa, nhưng mà cái nồi hấp cũng hơi to đó. Mình đem lên đây thì nó mất công quá. Bây giờ Tiền lấy cái chảo này. Trong cái chảo này mình để cái vỉ lên. Nếu mà nhà bà con mình không có cái nồi hấp á, thì mình hấp bằng cái cách này cũng tiện lắm nè. Mình lấy cái vỉ á, mình để lên trên cái chảo. Xong rồi mình đổ nước ở phía dưới. Là mình hấp là thoải mái luôn.
tiền bỏ vào đây. Trong vòng khoảng 15 phút thôi thì tất cả khoai và bí sẽ chín. Thì sẽ đậy nắp lại, thì để 15 phút, 15 phút sau thì cái khoai và bí này sẽ chín. Thì sau 15 phút á, Tuyền hấp khoai á, thì khoai đã chín rồi. Thì trước mặt của Tuyền là có một cái đĩa khoai cũng rất là hấp dẫn nè, màu sắc rực rỡ luôn. Đây là khoai lang màu vàng và đây là cái bí đỏ. Nhưng mà bí đỏ và khoai lang vàng hấp lên xong thì Tuyền thấy hai màu y chang nhau, không khác chút nào hết. Và đây là cái khoai lang màu trắng, lúc mà Tuyền gọt á, thì Tuyền thấy màu trắng, nhưng mà hấp lên thì Tuyền thấy là màu vàng nhạt rất là đẹp. Cũng như đây là khoai lang dương ngọc màu tím và đây là khoai môn. Thì bây giờ Tuyền sẽ bắt đầu Tuyền xay ra. Tiền xay và tiền trộn với bột nếp và tiền sẽ nhồi lại. Và ở đây thì có một cái đồ xay này. Cái đồ xay này ngày xưa tiền mua để tiền xay đồ ăn cho cháu Linh á. Tại vì có cái đồ xay này mình xay nhuyễn cái đồ ăn cho em bé ăn nó dễ. Mà tiền xài mãi đến giờ vẫn còn tốt. Mình có cái máy xay này mình xay thì nó rất là nhuyễn. Còn nếu bà con mình không có cái máy xay này á thì mình lấy cái muỗng á, mình nghiền ra cũng được. Chứ tiền bây giờ tiền sẽ xay màu vàng ra trước. Để xay cái này là khoai lang vàng. Có cái bộ xay này mình xay rất là nhanh luôn và nó rất là nhuyễn luôn. Tại cái bộ xay này là mình em bé ăn thành ra nhuyễn lắm, nó rất là nhuyễn, nhuyễn như bột vậy đó. Cái máy xay này Tiền sẽ xay mỗi một màu á, Tiền làm một cái đĩa riêng. Thì sẵn cái máy xay này Tiền sẽ xay luôn cái màu bí đỏ luôn. Mà bí đỏ với khoai lang mình thấy y chang nhau, không khác chút nào hết. Chè này thì mình nấu nó hơi công phu tí xíu, nhưng mà Tiền cho thêm một tí xíu khoai lang môn vào đây nữa, khoai sọ đó vào đây để cho cái độ dẻo nó dẻo hơn. Tại vì cái khoai bên này nó không có dẻo lắm, thành ra khi mình xay mình cho một tí khoai môn vào. Cái này là Tiền tự chế rồi. Hiện tại thì Tiền đã có 4 màu ở đây. Màu này là màu của bí đỏ, màu này là màu của khoai lang trắng, màu này là màu khoai lang vàng và đây là màu tím. Thì Tiền làm 4 màu. Đúng là Tiền còn một cái khoai môn nữa, nhưng mà thôi, khoai môn đó để nữa Tiền cắt ra thành cái hạt á, bằng ngón tay cái này nè, Tiền để vào trong chè ăn cũng rất là ngon. Hiện tại thì Tiền làm 4 màu thôi. Đúng ra nếu mà bà con thích làm màu xanh á thì bà con làm thêm màu lá dứa nữa thì nó đẹp hơn, nhưng mà thôi Tiền làm 4 màu này thôi. Bây giờ Tiền sẽ cho bột vào và Tiền sẽ nhồi lên. Thì mỗi một cái túi bột này của Tiền á là có 400g. Thì Tiền xài 200g. Mỗi một màu vậy là Tiền xài 200g. Và 130g khoai hoặc là bí. Mỗi một thứ 130g. Và 200g bột nếp. Bây giờ Tiền sẽ cho bột vào trong cái tô. Bây giờ mỗi một màu Tiền sẽ cho 200g vào. Thì nó nấu khoảng, tại vì một túi là 400g thì Tiền cho nửa túi là nó 200g rồi. Nó mỗi một màu thì cho 200g bột vào. Vậy trước khi ra nó cũng nhiều lắm á. Mỗi một màu á, Tiền cho 2 muỗng ăn đường này, 2 muỗng canh đường này vào. Thì cho cái khoai cho mình ăn á, nó có cái độ ngọt ngọt. Hai muỗng này thì nghĩ khoảng 50g đường. Và Tiền cho mỗi một màu á tí xíu siêu muối để cho nó đậm đà hơn. Và mỗi một màu á Tiền cũng cho 2 muỗng cà phê dầu ăn vào. Bây giờ Tiền sẽ nhồi. Thì nước á, Tiền không có điều lượng được nước nhiều. Tiền chỉ, tại vì tùy theo cái bột cũ và bột mới đó bà con. Thành ra là Tiền à, mình canh từ từ thôi. Mình đừng có đổ vô một lần nhiều quá. Nhiều quá thì mình sẽ khó chữa. Mà Tiền pha, Tiền nhồi bột này á, với cái nước ấm ấm, không có nóng lắm. Hơi ấm ấm thôi bà con.
mình cứ cho nước từ từ vô vậy đó. Chứ mình cho một lần nhiều quá thì mình cũng sẽ khó chữa. Thành ra lượng nước thì Tiền không có đo lường được, mà Tiền chỉ chế từ từ, trước tiên 3 muỗng canh vô trước Tiền nhồi. Khi mình nhồi xong mình để khoảng 10 phút sau mình hãy làm, tại vì cho cái bột nó nở ra. Khi mình nhồi bột mà mình thấy cái cục bột nó thành quyện thành một cái thổi bột như vậy nè, là bắt đầu mình để cho bột nghỉ, để cho bột nở ra. Rồi sau đó mình sẽ vo viên chè. Thì bây giờ cái bột này thì đã nhồi xong rồi, thì để đây và thì nhồi màu khác nữa. Hiện tại thì Tiền đã có 4 cái màu của khoai lang ở đây rồi. Thì Tiền sẽ đậy cái bọc lại như vậy, Tiền để khoảng 10 phút hoặc là 15 phút sau Tiền sẽ vô viên. Nếu mà trong lúc mà mình nhồi bột xong rồi đó mà mình bận làm công việc nhà, ví dụ như mình bận nấu ăn á, thì mình cứ để đây, đến tối tối mình làm cũng được, nó cũng không cần phải gấp lắm đâu các bạn. Sau 15-20 phút Tiền để cho bột nó nở á. Nếu mà mình nhồi bột này nè, xong khi mà mình bận mà mình làm việc khác như là mình nấu cơm hoặc là mình làm công việc gì đó, thì mình cứ để đây nửa tiếng sau mình làm cũng không sao, hoặc là 1-2 tiếng sau mình làm cũng không sao nữa. Mình càng để thì bột nó càng nở ra nhiều hơn. Hiện tại thì Tiền có ở đây là 4 màu. Màu này là màu khoai lang tím, màu này là màu khoai lang trắng, màu này là màu khoai lang vàng, và đây là màu của bí đỏ. Bây giờ thì bắt đầu Tiền sẽ vô viên. Và bắt đầu Tiền sẽ vô viên, Tiền có những cái khối bột rất là dẻo luôn, rất là mịn, quá đẹp luôn. Khi Tiền làm những cái chè này đó thì Tiền sẽ pha hai cái màu nó lại, giống như Tiền làm một cái nhân là màu khác, ở ngoài màu khác. Thì mình tự nghĩ là vậy thì cái viên chè nó sẽ, khi mình ăn á, nó sẽ đặc sắc hơn, nó sẽ ngon hơn. Nhồi lại một cái thổi bột rất là dẻo. Chứ tiên Tiền sẽ làm những cái nhân, rồi là làm sẽ những cái nhân tròn tròn xíu. Đây là Tiền chỉ mới có vò những cái nhân ở trong á, để mà Tiền pha hai cái màu lại với nhau á cho nó đẹp á. Thành ra là Tiền vò trước cái nhân nó nhỏ như vậy. Ở đây trước tiên là Tiền có những cái viên nhân này, bây giờ Tiền sẽ làm. Tiền lấy một cái màu vàng. Cái màu vàng này Tiền sẽ cho cái nhân ở trong màu tím. Tiền sẽ làm bằng cái nhân màu tím. Thì khi mà mình nấu chè xong á, mình cắn cái viên chè ra thì bên trong cái viên chè nó có màu tím rất là đẹp. Ở bên ngoài màu vàng, ở bên trong màu tím, nhìn rất là dễ thương. Viên chè giờ rất là tròn, rất là đẹp. Mỗi lần ở đây mà các chị bạn có tiệc á, hay kêu chị Tiền nấu chè này nè, họ thích ăn lắm. Nó dẻo dẻo mà nó thơm mùi khoai, mùi bí. Đây là Tiền đang làm cái màu bí đỏ này. Tiền đã làm vài cái viên màu vàng ở đây, giờ Tiền làm viên màu trắng. Cái màu trắng thì Tiền sẽ cho cái nhân này. Đó, Tiền cho cái nhân này. Khi mà mình cắn ra thì bên trong có cái màu này đẹp lắm.
mình đã tiền cho trong một cái nhân nè. À, màu tím này mình rất là dễ cho nhân, cho cái nhân, cho màu trắng cũng được, màu vàng này cũng được, màu cam này vào cũng được. Nên nãy giờ tiền vò được nhiêu đây rồi. À, khi vò xong đó là mình phải đem mình đi luộc. Bà con mình thấy những viên chè nó tròn dễ thương sao, rất là dễ thương luôn. Nhưng mà tiền làm một số có nhân và một số không nhân, bởi vì nếu mà làm nhân nữa thì rất là lâu luôn. Nếu mà mình xiên á, mình có thời gian nhiều á, mình ngồi mình làm hết nhân hết thì nó rất là đẹp đó. Bà con mình thấy nè, một cái mâm hiện tại thì vẫn còn 4 cái khối bột này nè. Tổng cộng hết cái chỗ này là tiền làm là 800g bột nếp đó. Nãy giờ sau hơn 20 phút thì tiền đã vo những cái viên chè này xong rồi. Chè này là chè khoai lang dẻo và bí đỏ, rất là đẹp, những cái màu của những cái khoai và bí á, nhìn hấp dẫn rất là đẹp luôn. Tiền vo những cái viên tròn chứ tiền không có làm những cái vuông. Có nhiều bà con họ cũng làm vuông nữa nhưng mà tiền làm tròn. Thì bây giờ tiền sẽ qua bên bếp á, tiền sẽ bắt lên tiền luộc. Tiền xin mời bà con cùng nấu chè với tiền nhé. Và bây giờ tiền cho hai cái nồi lên bếp. Một cái nồi này thì tiền luộc chè, một cái nồi này thì tiền nấu nước. Tí nữa tiền sẽ luộc xong chè tiền bỏ vào trong đây. Thì trước tiên là tiền cho 1.5 lít nước vào trước. Tiền cho một bó lá dứa nhỏ nhỏ vào đây. Và tiền lấy ra đây là 3 muỗng bột bán này. Thì lấy 3 muỗng. Khi nào nước này sôi bừng bừng lên á, thì tiền sẽ cho cái 3 muỗng bột bán này vào trong đây. Trong thời gian mà tiền nấu nước để mà luộc chè đó, thì tiền có chuẩn bị đi một cái thau nước lạnh. Cái nước rất là lạnh luôn. Ở đây là trời lạnh rồi, thành ra tiền không có bỏ nước đá nữa. Còn nếu mà đã xứ nóng thì mình bỏ tí nước đá vào. Ở đây thì cái nồi nước, ở đây thì nồi nước này tiền thấy cũng sắp sửa sôi rồi. Tiền đợi tí sôi tiền sẽ cho bột bán vào. Và cái nồi luộc chè đó thì cũng sắp sửa sôi luôn. Mà khi nước sắp sôi đó thì tiền sẽ chuẩn bị đem chè qua bên đây để mà tiền để vào trong nồi. Wow, cái màu chè đẹp quá trời đẹp luôn. Hơi sôi rồi tiền sẽ cho những viên, bây giờ nước hơi sôi rồi tiền sẽ cho những viên chè vào trong này. Trước tiên thì tiền luộc màu trắng trước. Những cái viên chè màu trắng vào trong đây rồi, tiền khoan thả sơ đi, thơ tiền đợi cái viên chè săn lại xíu rồi tiền mới sơ lên. Tại vì bây giờ mình đụng vào thì cái bột nó vẫn còn mềm á, thì nó sẽ bị có cái dấu của cái viên chè. Và bên đây thì tiền thấy là cái nước cũng sắp sửa sôi lắm rồi nè. Khi mà mình nấu mà cho tí lá dứa vào thì rất là thơm. Bây giờ là tiền thấy nước cũng đã sôi rồi đó, tiền sẽ cho cái 3 cái muỗng bột bán này vào. Khi cho bột bán vào thì mình quậy lên tí xíu. Thì mình nấu cho cái bột bán mà nó nở ra đó, khi mà nó có màu trắng trong rồi đó, thì chừng đó thì mới cho nước cốt dừa vào. Trong thời gian tiền đợi cái bột bán nở thì bắt đầu tiền qua đây. Và bắt đầu tiền qua đây tiền xem những cái viên chè này như thế nào. Đó, lúc đó, lúc này bây giờ là viên chè nó, cái viên chè lúc này là hơi cứng rồi, thành ra là mình lấy chiếc đũa mình chở nó được. Khi nào mà những cái viên chè này nổi lên hay là những viên chè này chín thì lúc đó mình bớt ra. Tại vì bột nếp cũng mau chín lắm. Tiền rất là thích nấu những cái món chè. Để hôm nào tiền chia sẻ, tiền làm chè trôi nước. Ông xã tiền thích ăn chè trôi nước lắm. Thì bên đây nước sôi nè. Mình lâu lâu thỉnh thoảng mình quậy quậy nó ra tí xíu. Cái mùi lá dứa thơm quá. Những viên chè đã nổi lên rồi nè. Tiền để 1 phút nữa tiền sẽ vớt ra. Thì khi mà mình bỏ những cái viên chè vào đây đó thì khoảng 7 phút là chè nó sôi rồi và những viên chè sẽ nổi lên trên mặt. Thì cạnh bên tiền cũng để một cái chậu nước lạnh để mà tiền vớt những cái viên chè này ra. Bây giờ tiền vớt những cái viên chè này tiền cho vào thau cái chậu nước lạnh này.
Và sau khi luộc cái màu trắng xong á thì Tiền cho những cái viên màu cam vào đây. Tiền cho những cái viên màu khoai lang màu cam á, Tiền cho vào trong này. Và Tiền tiếp tục luộc tiếp. Đây là những viên khoai lang cam nè, bà con mình thấy đẹp lắm. Thì cái màu tím là cái màu mà Tiền luộc cuối cùng, cũng như màu vàng màu cam xong và Tiền luộc đến màu vàng, và Tiền luộc màu tím cuối cùng luôn. Hiện tại thì những viên chè màu trắng nằm trong đây rất là đẹp, giống như những cái trứng cút á. Luộc cái bột bán này nè, thì thỉnh thoảng mình phải lấy muỗng mình quậy lên, không thôi là cái bột bán này hay dễ bị đóng ở dưới cái đít lắm. Thì bột bán hiện tại thì thấy cũng muốn nở rồi, cái bột bán giờ cũng muốn nở hết rồi. Thì Tiền đợi cho nở trắng trong luôn, thì sẽ cho nước cốt dừa vào. Tại vì Tiền không muốn nấu nước cốt dừa lâu. Khi mà mình nấu nước cốt dừa lâu quá đó, thì cái nước cốt dừa này nó sẽ hôi cái mùi dầu. Thành ra Tiền đợi chừng nào mà cái bột bán nó nở hết, Tiền sẽ cho nước cốt dừa vào đó luôn. Và những cái viên khoai màu cam á cũng sắp sửa nổi lên rồi nè. Tiền cho vào được cũng vài phút rồi. Tiền luộc á thì cũng nổi lên luôn rồi nè. Khi mà khoai này nổi lên là mình bớt là được rồi đó. Tại vì Tiền chỉ luộc thôi, thành ra Tiền không có bớt bột. Đó. Quá đẹp luôn. Giờ cái bột bán Tiền thấy đã nở rồi. Bây giờ Tiền sẽ cho một cái lon nước cốt dừa này vào. Cái lon nước cốt dừa này là 400ml, Tiền sẽ cho vào trong nồi này. Tại vì cái nước cốt dừa này rất là đặc luôn, thành ra Tiền phải lấy đôi đũa Tiền để Tiền quậy lên. Nè, ở bên trong đặc lắm luôn. Nhưng mà cái nước cốt dừa này rất là thơm. Nó có tí bột bán này, đẹp lắm. Tiền cho vào trong đây là hơn 2 lít nước. Thì Tiền cho nhắm chừng, tại vì khoai của Tiền nó không có nhiều lắm, thành ra là Tiền cho khoảng 2 lít 2 2 lít 3 nước. Còn nếu mà bà con mình làm nhiều á thì mình tăng cái khẩu lượng, mình tăng cái lượng nước nhiều lên. Ví dụ bà con mình làm nhiều thì mình tăng cái lượng nước nhiều hơn để mà nó đủ với cái số lượng mà mình làm như là khoai vậy đó. Thành ra ở đây thì Tiền làm ít, Tiền có 2 lít 2 nước thôi. Tiền sẽ cho vào trong này một tí muối để khi mà mình bỏ đường vào á, cái muối nó có một cái độ ngọt đậm đà hơn. Và Tiền vớt cái chè vàng này ra, tại vì chín rồi, nổi lên mặt hết rồi. Khi mà cái nước ngâm khoai nè, mình thấy nóng thì mình đổ nước ra, mình chế nước khác vào. Đây còn màu tím là cái màu cuối cùng, Tiền bỏ vô luôn. Tiền cho vào nồi luôn. Màu tím là cái màu cuối cùng. Hiện tại thì nước cốt dừa của Tiền thì thấy cũng được rồi nè. Tiền sẽ cho đường vào. Thì Tiền cho khoảng 300g đường. Mình cứ cho trước 300g đường đi, rồi sau đó mình nêm lại để coi cái độ ngọt nó vừa chưa. Rồi nếu mà bà con thích ăn ngọt nhiều thì mình cho thêm, còn ăn ít ngọt thì mình cho ít lại. Tiền sẽ quậy cho đường tan lên. Thì Tiền nêm vẫn thấy ngọt, Tiền thấy ngọt nhưng mà chưa có đậm đà lắm. Tại vì chè thì phải hơi ngọt một tí xíu, đừng ngọt quá nhưng mà phải có cái độ ngọt. Tiền sẽ cho 100g nữa là khoảng 400g đường. Tiền cho 400g đường vào đây. Wow, cái độ ngọt của chè là tuyệt vời luôn á. Thì Tiền có dư ở đây một cái chén khoai môn nè, cái chén khoai sọ đó, Tiền sẽ cho vào đây luôn. Khi mà mình ăn chè mà có vài miếng khoai sọ đó vào trong chè đó thì mình ăn ngon lắm. Đó, hiện tại cái thau chè của mình nè, còn thiếu một màu tím nữa. Chỉ còn màu tím đó thôi là mình đã có chè rồi. Bây giờ cái khoai tím á, Tiền cũng đã thấy nổi lên này, chín rồi, Tiền cũng vớt ra luôn. Đó, bà con mình thấy màu tím đẹp, rất là đẹp. Hồi khi còn bé, khi nhỏ lớn lên á, cái đam mê của Tiền á là thích nấu ăn, thích làm thợ may,
thích trang điểm. Tiền rất là thích những cái ngành nghề đó. Thì bây giờ bốn màu Tiền đã luộc chín rồi. Bây giờ Tiền sẽ cho vào trong cái nồi nước cốt dừa. Bà con mình thấy đẹp nè, đẹp lộng lẫy luôn. Bây giờ nồi nước cốt dừa của Tiền bên này cũng ngon lắm rồi. Giờ Tiền sẽ cho chè vào. Tiền mở lửa lớn lên và Tiền vớt những cái viên chè này Tiền cho vào. Bà con hay thắc mắc Tiền đó là nhà chỉ có 3 thành viên sao mà nấu nhiều thế. Thì thật sự ra thì Tiền nấu đây rồi xong rồi Tiền sẽ biếu cho một hai chị quen ở đây nữa. Hoặc là Tiền để dành nó Tiền ăn vài ngày. Mà thường thì Tiền hay biếu cho cái một hai người bạn ở gần đây nè. Thành ra là Tiền nấu mỗi lần nấu thì Tiền nấu hơi nhiều xíu. Tại vì bỏ công nấu một lần mình nấu cho nó nhiều nhiều. Bốn cái màu đẹp. Ba cái màu đẹp với sợ đẹp. Giờ Tiền đã cho vào trong đây nè. Tí nữa Tiền đợi nước sôi lên cho những viên chè này nổi lên thì Tiền sẽ tắt lửa. Nếu mà Tiền nghĩ mình có bột khoai mình bỏ vào đây cũng ngon nữa nè, nhưng mà Tiền chỉ bỏ bột bán thôi, tại vì bột khoai vào trong đây nó hay nở lắm, mình để qua ngày hôm sau hay nở nhiều. Quá đẹp luôn. Bây giờ nồi chè của Tiền đã chín rồi, Tiền đã hoàn thành xong cái nồi chè rồi. Tiền cũng cảm ơn bà con nãy giờ làm với Tiền nhé, làm với Tiền cái món chè khoai lang diễu này. Những cái màu sắc bây giờ nó nổi lên trên rất là đẹp. Thì khi mà mình bỏ vào trong nước cốt dừa đó thì mình vặn lửa cho lớn hơn một xíu. Và khi nào mình thấy những cái viên chè nó nổi lên mặt hết á là lúc đó chè đã chín rồi. Tuy rằng cái lúc mà mình luộc á thì chè cũng đã chín rồi, nó nổi lên trên. Nhưng mà mình bỏ vào trong đây, mình muốn để cho nó ngấm nước đường vào và nước dừa vào bên trong cho nó ngon nữa. Thì mình phải đợi cho nó nổi trên mặt hết thì mình mới tắt lửa. Đẹp quá đẹp. Tiền thích nhất là cái màu tím này nè. Cái màu tím và cái màu bí rỡ á. Bí đỏ rất là đẹp luôn. Nãy giờ cái nồi chè Tiền nấu đã xong rồi, bây giờ Tiền đang múc ra ngoài chén nè. Bà con mà thấy cái viên chè rất là đẹp luôn. Đẹp mà ngon nữa, chứ không phải đẹp mà không ngon. Thì Tiền xin mời bà con cùng thưởng thức cái món chè khoai lang dẻo cũng như là bí đỏ với Tiền nhé. Bây giờ thật sự ra bây giờ chín rồi, hai cái màu này Tiền không biết cái nào mà khoai lang dẻo mà cái nào là bí đỏ nữa. Và theo Tiền nghĩ là cái này khoai lang vàng nè, cái màu đậm hơn. Còn bí đỏ thì cái màu nó vàng hơn. Còn cái này là khoai lang trắng. Còn cái này là khoai lang tím. Cái viên chè rất là tròn, rất là đẹp. Và cái này là khoai môn. Cái này là khoai sọ. Còn dư á, Tiền cho vào trong chén này luôn. Để Tiền xem nữa coi, Tiền có nấu những cái viên nó có nhân nữa. Mà Tiền không biết là cái nào nó có nhân. Lúc mà Tiền nấu đó, Tiền có cho ở trong này vào cái nhân nè. Thành ra khi Tiền cắt cái viên chè ra đó, Tiền thấy cái nhân rất là đẹp luôn. Tiền sẽ đưa cho bà con mình xem. Đây, cái viên chè màu vàng thì Tiền ở trong này Tiền cho cái nhân màu trắng rất là đẹp. Đây Tiền lấy miếng này rõ hơn. Nó cái ở trong màu trắng nè. Còn cái viên trắng này để Tiền cắt ra thì coi ở trong này nó có. Và Tiền cái chén này hơi nóng rồi, Tiền lấy miếng giấy Tiền lót ở dưới. Và cái viên chè màu trắng á, cái viên chè màu trắng nè là Tiền để trong này cái nhân màu vàng. Thì bà con mình nhìn y chang như cái trứng gà ha. Nè, y như cái trứng cút á, cái trứng cút mà ở trong này nó có cái lòng đỏ á. Đó, Tiền hay cái này là Tiền tự nghĩ ra, Tiền sáng chế ra là nó có một cái màu ở trong, khi mà mình cắn rồi mình ăn á thì nó có cái màu nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ đẹp hơn. Và cái màu tím này để Tiền xem một cái màu tím rồi coi nó có nhân không. Nhìn đó. Thì cái viên chè màu tím này nè là Tiền làm cái nhân màu vàng.
đó, cái nhân màu vàng. Cái nhân màu vàng thì nó nhìn nó đẹp lắm đó. Tiền nấu Tiền hay sáng tạo. Tiền thích sáng tạo ra cho nó nhìn nó lạ hơn, nhìn nó hay hơn đó. Cái màu vàng này nhìn rất là đẹp. Thì Tiền xin mời bà con nhé, Tiền mời bà con cùng ăn chè với Tiền. Tiền xin mời bà con. Cái nhân màu vàng đẹp quá đấy. Cái đồ dẻo nó rất là ngon, cái vị ngọt rất là vừa. Tiền bỏ vào đây khoảng 400g đường, 2 lít 2 nước, và tổng cộng ở trên 4 cái màu, cho 4 cái màu này là 800g bột nếp. Mỗi 200g bột nếp á, là Tiền cho khoảng 130 đến 140g khoai lang hoặc là bí đỏ. Ngon quá. Cái nước có bột bán á, nhìn rất là đẹp. Khi cái bột bán mà mình nấu trước như vậy nè thì nó đã nở hết rồi, thành ra mình có để sau một đêm nữa đi, cái bột bán này nó cũng không có bị đặt nước lại nữa. Và đặc biệt cái chè này khi mà mình để qua một đêm á thì cái chè này nó vẫn dẻo, nó không có cứng. Ở trong có cái chồng vàng, mình nhìn tưởng giống như là cái trứng hột gà. Hả chị? Xin lỗi bà con nhé, không phải mình nấu mà mình tự khen mình, nhưng mà Tiền cho hai chữ là tuyệt vời, rất là ngon. Tiền cũng xin chân thành cảm ơn bà con thật nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian quý báu ra cùng nấu chè với Tiền và luôn ủng hộ kênh YouTube của Tiền. Tiền xin chân thành cảm ơn thật nhiều. Tiền xin chúc cho bà con mình luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an, và luôn gặp thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và nếu như thương gia đình nhỏ của Tiền, xin bà con ủng hộ Tiền bằng cách là đăng ký kênh cũng như like và share cho tất cả mọi người cùng xem. Tiền xin cảm ơn bà con mình nhiều lắm. Và Tiền xin hẹn lại bà con mình vào những tập phim tiếp theo. Tiền xin chào bà con nhé. Tiền xin chào và hẹn lại bà con mình vào tập phim tiếp theo. Bye bye, Tiền chào bà con.